Hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của công ty Ake Việt Nam. Và trong video hôm nay, em sẽ chia sẻ đến với anh chị và các bạn về một vấn đề cực kỳ thú vị. Đó là kích cỡ hạt ảnh hưởng lớn đến năng suất vật nuôi. Mọi người cùng theo dõi nhé. Thì về khía cạnh dinh dưỡng á, thì ngoài những cái yếu tố như là hàm lượng dinh dưỡng thức ăn, nguyên liệu và thành phần thức ăn, dạng thức ăn, thì kích thước hạt thức ăn có ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và sức khỏe của vật nuôi. Vì vậy mà trong video hôm nay em sẽ tập trung nói về ảnh hưởng của kích thước hạt đến năng suất và sức khỏe của vật nuôi. Và kích thước hạt tức là cái kích thước của các hạt nguyên liệu sau khi được nghiền, và chủ yếu là được nghiền bằng các cái phương pháp như là bằng máy nghiền búa và máy nghiền trục. Thì cái kích thước hạt này nó sẽ phụ thuộc vào cái phương pháp nghiền. Thông thường đó thì nghiền bằng búa thì sẽ cho cái kích thước cho các cái hạt có kích thước nghiền mịn hơn so với cái máy nghiền trục. Nhưng mà cái tính đồng đều về kích thước hạt nó sẽ kém hơn so với máy nghiền trục. Và cái máy nghiền búa thì nó sẽ nghiền ra những cái hạt có cái dạng hình cầu. Còn cái máy nghiền trục thì chủ yếu là thông thường thì nó sẽ ra các cái hạt hơi dài và hơi dẹp hơn, hơi hẹp hơn. Và ngoài ra thì cũng còn có nhiều yếu tố khác ảnh hưởng đến cái kích thước hạt, giống như là loại búa, rồi sàn, tốc độ đầu, hay là khoảng cách giữa khoảng cách trục và nguyên liệu, cái loại nguyên liệu thô. Và các nghiên cứu đã chứng minh rằng cái những cái hạt nghiền mịn hơn có tỷ lệ chuyển hóa thức ăn cao hơn so với hạt nghiền thô. Lý do là vì cái diện tích tiếp xúc của nó với các enzyme tiêu hóa và các yếu tố tiêu hóa khác cao hơn, cái diện tích tiếp xúc nó nhiều hơn so với các hạt nghiền thô. Mọi người có thể thấy trong cái hình này, đây là cái hình so sánh giữa những cái hạt được nghiền với kích thước 1 mm với những hạt được nghiền với kích thước 0.5 mm. Thì những cái hạt được nghiền với kích thước 0.5 mm á, nó có tổng diện tích tiếp xúc cao gấp đôi so với các hạt được nghiền ở kích thước là 1 mm. Tức là khi mà kích thước hạt nghiền nhỏ hơn á, thì cái diện tích tiếp xúc của nó sẽ nhiều hơn, hay nói cách khác là cái khả năng nó giúp tăng được cái khả năng tiếp xúc với các enzyme tiêu hóa và các yếu tố tiêu hóa khác, làm cho thú tăng khả năng tiêu hóa và từ đó giúp tăng năng suất vật nuôi. Tuy nhiên, có phải là nghiền càng mịn thì càng tốt, hay là cái khoảng nghiền mịn như thế nào là hợp lý? Thì có một thí nghiệm của tác giả Raviran đã so sánh cái kích thước hạt nghiền giữa các hạt nghiền thô, nghiền trung bình và nghiền mịn. Thì cái kết quả thí nghiệm cho thấy những cái hạt nghiền trung bình cho kết quả về năng lượng trao đổi biểu kiến và tỷ lệ tiêu hóa protein thô cao nhất trong cái thí nghiệm này. Còn các hạt nghiền quá mịn á, thì cái giá trị về năng lượng trao đổi và tỷ lệ tiêu hóa protein thô nó không tốt bằng cái hạt nghiền trung bình. Và ngoài ra, cái việc nghiền quá mịn nó còn giảm năng suất, giảm cái công suất của máy, và nó còn làm tăng cái tiêu thụ năng lượng. Đồng thời, cái việc nghiền quá mịn được chứng minh là có ảnh hưởng không tốt đến năng suất, đến sức khỏe của vật nuôi, đặc biệt là những vật nuôi lâu năm. Như ở đây, theo tác giả Kotasi có cái thí nghiệm này, thì ở đây là hình ảnh dạ dày của heo nái được ăn thức ăn nghiền mịn thời gian dài, thì nó bị viêm loét dạ dày nặng. Trong khi những heo nái được ăn thức ăn nghiền với kích thước hợp lý thì dạ dày nó bình thường. Và đây là thí nghiệm của tác giả Adam năm 2017. Thì những con gà được ăn thức ăn nghiền mịn trong một thời gian dài, nó có cái dạ dày cơ bị teo lại, kích thước dạ dày cơ bị giảm đi và dạ dày tuyến nó bị phình to. Còn những con gà ăn thức ăn có kích cỡ nghiền phù hợp thì dạ dày vật cơ và dạ dày tuyến nó bình thường, phát triển bình thường. Cái việc mà viêm loét dạ dày hay là giảm kích thước của dạ dày cơ, nó vừa ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất của vật nuôi mà vừa ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của vật nuôi. Vì vậy mà tùy vào cái hướng khai thác vật nuôi mà chúng ta cái kích thước hạt
nó sẽ phụ thuộc vào cái hướng khai thác vật nuôi. Và chúng ta để quyết định cái thức hàng thì phải quyết định làm sao cân bằng giữa cái năng suất vật nuôi và sức khỏe của vật nuôi. Và ở đây là cái bản khuyến cáo về kích cỡ hạt cho heo ở các giai đoạn của tác giả Ludmila. Thì ở đây tác giả khuyến cáo cho heo hậu bị, heo nọc và heo nái mang thai, do đây là những cái vật nuôi nuôi trong thời gian dài, nuôi lâu, cho nên là cho nên tác giả khuyến cáo cái kích thước hạt nó thô hơn để mà hạn chế, để giảm cái khả năng bị viêm loét dạ dày, ưu tiên bảo vệ, ưu tiên cái sức khỏe của nó hơn. Còn đối với heo nái nuôi con, heo cai sữa và heo thịt vỗ béo thì đây là những cái nhóm vật nuôi nuôi trong thời gian ngắn, cho nên là cái kích thước hạt của nó sẽ mịn hơn. Ví dụ như trên heo nái nuôi con là nó chỉ nuôi con từ khoảng từ cho đến 21 đến 28 ngày tuổi là cai sữa rồi, cho nên là người ta sẽ ưu tiên cái việc tăng khả năng tiêu hóa các chất dinh dưỡng của nó để mà nó nuôi con tốt hơn, cho sữa tốt hơn. Vì vậy mà cái kích thước hạt nghiền nó mịn hơn. Và anh chị có thể thấy ở đây đối với heo thịt và heo vỗ béo á, thậm chí là tác giả còn khuyến cáo cái kích thước hạt còn mịn hơn so với heo cai sữa. Ở đây lý do là tại sao? Bởi vì heo thịt và heo vỗ béo chỉ nuôi trong một thời gian ngắn là đã xuất chuồng rồi, thậm chí là giống như là các cái dấu hiệu về những cái vấn đề về viêm loét dạ dày nó chưa xảy ra nữa là nó đã xuất chuồng, cho nên là người ta ưu tiên, người ta muốn ưu tiên cho con heo thịt và heo vỗ béo, nó người ta muốn tối đa cái khả năng tiêu hóa thức ăn của nó để tối đa năng suất của nó, cho nên là thức ăn của nó nghiền mịn hơn cả trên heo cai sữa. Còn và trong cái thực tiễn sản xuất á, thì nếu như nhà máy chỉ có một bin để chứa hạt nghiền thì anh chị có thể nghiền kích thước hạt trung bình, với kích thước hạt trung bình là khoảng từ 550 đến 600 micron. Còn nếu như mà nhà máy có hai bin để chứa hạt nghiền thì một bin sẽ chứa những cái hạt nghiền có kích thước hơi thô, khoảng 750 đến 900 để dành cho những vật nuôi nuôi trong thời gian dài. Còn một bin sẽ chứa những cái hạt nghiền mịn hơn từ khoảng 450 đến 600 micron để dành cho những vật nuôi thu trong thời gian ngắn. Và tiếp theo là về cái khuyến cáo về kích cỡ hạt gia cầm cho ở các giai đoạn nuôi của tác giả Near và Bitchy năm 2001. Thì ở đây mọi người có thể thấy cái khuyến cáo kích cỡ hạt này ở trên gia cầm nó thô hơn so với trên heo, là bởi vì gia cầm nó có cái dạ dày cơ để co bóp, để nghiền thức ăn tốt hơn là trên heo. Và tuy nhiên thì ở những gà con thì cái kích cỡ hạt khuyến cáo cũng mịn hơn so với những nhóm gà ở các giai đoạn tiếp theo, bởi vì gà con nó cũng có cái hệ enzyme và dạ dày nó chưa phát triển hoàn thiện, cho nên cần những cái hạt nghiền mịn hơn. Và cũng có nhiều cái thí nghiệm về cái việc so sánh ảnh hưởng của kích thước hạt lên năng suất của gà thịt ăn thức ăn bột. Thì từ kết quả của nhiều thí nghiệm từ các tác giả khác nhau ở các thời điểm khác nhau thì anh chị có thể thấy như thế này. Đối với các cái kích thước hạt ví dụ như là 814 với lại 1470 micron thì đây là cái kích thước hạt nằm ngoài cái khuyến cáo dành cho gà từ 1 đến 21 ngày tuổi, nằm ngoài cái khoảng khuyến cáo này, cho nên là nó có kết quả tăng trọng và hệ số FCA thấp hơn, không tốt bằng cái kích thước hạt như 947 và 1343 là những cái khuyến cáo nằm trong là những cái kích thước hạt nằm trong cái khoảng khuyến cáo như ở bản này. Và kết quả cũng tương tự với cái thí nghiệm ở bên dưới. Còn đối với trong thức ăn ép viên á thì đối với hạt bắp thì anh chị có thể thấy kích thước hạt thức ăn được nghiền mịn hơn sẽ cho kết quả tăng trọng và hệ số FCA tốt hơn so với thức ăn nghiền thô. Còn đó là đối với hạt bắp, còn với lúa mì thì ngược lại, kích thước hạt thô hơn cho kết quả về tăng trọng và FCA tốt hơn so với hạt nghiền mịn. Và đồng thời thì cũng có nhiều nghiên cứu cũng đã được chứng minh, người ta cũng đã chứng minh rằng kích thước hạt có ảnh hưởng đến độ bền của viên thức ăn, là và các
viên thức ăn được nghiền mịn hơn, được cho là tăng độ bền viên thức ăn, nó giúp tăng độ bền thức ăn hơn so với các hạt nghiền thô, là bởi vì các hạt nghiền mịn hơn nó có nhiều cái điểm tiếp xúc với nhau hơn, cái diện tích tiếp xúc của nó nhiều hơn, cho nên là khi ép viên nó dính chặt hơn, viên thức ăn sẽ cứng hơn. Còn về chi phí năng lượng á, thì hạt nghiền mịn, cái việc nghiền mịn sẽ tiêu tốn nhiều năng lượng hơn so với nghiền thô, nhưng mà cái mức độ nghiền mịn với cái mức tiêu tốn năng lượng nó sẽ không tỷ lệ tuyến tính với nhau. Ví dụ như cái việc giảm kích thước hạt từ 600 xuống 400 micron nó sẽ tiêu tốn năng lượng gấp đôi so với cái việc giảm từ 1000 xuống 600 micron. Vì vậy mà bất kỳ một cái quyết định mà để tăng năng suất của vật nuôi thông qua cái việc giảm kích thước hạt thì chúng ta cần phải xem xét để sao mà có thể bù đắp lại cái lượng tăng chi phí do tăng năng lượng sản xuất. Vâng, cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hy vọng những thông tin vừa rồi có thể giúp ích được cho anh chị. Và cái nội dung của bài video này em có để ở cái đường link ở phần mô tả. Nếu như mà anh chị và các bạn có quan tâm thì có thể tải theo đường link đó. Và mọi người nhớ like video và subscribe kênh để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người và chúc mọi người thật nhiều sức khỏe.